rút khẩn cấp hàng loạt tàu chiến Ukraine đánh sập xương sống của Nga ở Crimea Tốc độ tiến hóa của UAV Nga khiến phương Tây dè chừng Hé lộ 3 lý do khiến tốc độ khôi phục lực lượng của Nga nhanh hơn dự đoán phương Tây Các nước NATO biểu tình dâm rộ, phản đối xung đột ở Ukraine Đã đánh phủ đầu lực lượng dự bị Ukraine vừa được điều đến khả gốc. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật Sau đây là nội dung chi tiết Tạp chí Forbes của Mỹ đăng bài viết cho hay Với hàng loạt cuộc tấn công bằng rocket tên lửa hành trình và xuồng không người lái mang thuốc nổ. Ukraine đã làm được điều không tưởng là đánh chìm hoặc gây thiệt hại nặng cho hơn chục tàu chiến cỡ lớn của hạm đội biển đen Nga, tương đương 1 phần 3 số tàu của hạm đội này. Do lo ngại trước nguy cơ mất đi những chiếc tàu còn lại của hạm đội, các chỉ huy Nga đã ra lệnh rút các tàu còn lại và đưa chúng từ Crimea đến các cảng có vẻ an toàn hơn ở miền nam nước Nga. Hiện tại ở Crimea, Nga để lại hàng chục tàu quét mìn cỡ nhỏ cùng tàu tuần tra và tàu đổ bộ những phương tiện chủ lực cho các hoạt động hàng ngày của lực lượng Nga xung quanh khu vực. Tuy nhiên, Ukraine không vì thế mà chịu để yên. Theo Force, lực lượng của Kiev đang chuyển sự chú ý chết người sang những con tàu cỡ nhỏ này và tìm cách quét sạch chúng khỏi vùng biển mà Nga đang kiểm soát. Crimea được bao quanh bởi biển đen và là mục tiêu quan trọng của Ukraine. Các lực lượng Ukraine thường triển khai nhiều phương tiện không người lái, trong đó có tàu không người lái mang chất nổ, tấn công các tàu chiến và gây ra nhiều thiệt hại cho hải quân Nga. Cuộc tấn công mới nhất của Ukraine vào cuối tháng 5 có lẽ là cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nhất đối với đội tàu cỡ nhỏ của hạm đội Biển Đen. Khi một đơn vị đặc biệt của Cục tình báo Ukraine đã điều khiển những chiếc xuồng không người lái Magura V5 chứa hàng trăm bao thuốc nổ hướng tới vịnh Vuska ở phía tây Crimea. Máy bay Nga đã cố gắng đánh chặn nhưng vẫn để lọt một số chiếc vượt qua và đến được vịnh Vuska. Fox cho hay các xạ thủ Nga đã nổ súng trong sự hoảng sợ, giải đạn thiếu kiểm soát và không ngăn được cuộc đột kích các xuồng Magura V5 đã tấn công 4 tàu tuần tra KS-701 của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đánh chìm hai chiếc và khiến hai chiếc còn lại hư hỏng nặng. Đáng lưu ý, các cuộc tấn công khác của Ukraine với tên lửa Neptune hoặc hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Atak MS hoặc kết hợp cả hai cũng đã làm hư hại thêm hai chiếc phà của Nga, giữ nhiệm vụ chính là vận chuyển hàng tiếp tế qua eo biển Kerch vào phía đông Crimea. Cục tình báo Ukraine cho biết, tình hình này giống như cái chết từng chút một dành cho lực lượng còn lại của hải quân Nga ở Crimea. Theo Force, Ukraina đang tấn công kết hợp, khi vừa dùng tên lửa hành trình ATACMS tấn công các tuyến đường cung cấp trọng yếu vào Crimea, các tàu đổ bộ cỡ lớn, phà, cầu và đường sắt vừa dùng xuống không người lái tấn công tàu vận chuyển và tiếp tế của Nga tới khu vực này. Bằng cách đó, các lực lượng Ukraina đang làm suy yếu nghiêm trọng hoạt động hậu cần của Nga cho Crimea. Kể từ khi xung đột bắt đầu, hạm đội biển đen của Nga đã mất nhiều tàu chiến trước các cuộc tấn công của Ukraina. Điều này cũng đặt ra những câu hỏi về việc vũ khí của Nga thực sự tốt đến mức nào. Lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa Atak MS để loại bỏ các hệ thống phòng không của Nga như S-400. Điều này cho thấy những điểm yếu trong kế hoạch phòng thủ của Nga. Ukraine đang tăng cường tấn công về phía Crimea nhằm gây sức ép cho quân đội Nga. Tuy nhiên, sự chênh lệch về sức mạnh quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tạo ra những thách thức lớn. Việc gây áp lực nhằm buộc Nga giảm sức ép lên các mặt trận khác là rất khó đạt được, giống như cố gắng đánh thức gã khổng lồ bằng một cú chọc nhỏ. Do đó, mặc dù các cuộc tấn công bằng tên lửa vào lực lượng Nga có thể gây ra một số thiệt hại, nhưng chúng khó có thể thay đổi đáng kể tình hình chiến lược rộng lớn hơn. Forbes, trích dẫn dữ liệu thu thập bởi nhà nghiên cứu Sahed Tracker đến từ tổ chức OSIN, cho biết số lượng máy bay không người lái tấn công tầm xa thuộc họ Ziran của Nga ít đáng lo ngại hơn nhiều so với tốc độ phát triển kỹ thuật của chúng Nga đang điều chỉnh máy bay không người lái ziran 2 để khiến chúng ít bị tổn thương hơn trước hỏa lực mặt đất. Cuối năm 2023, phiên bản tàng hình đã xuất hiện với lớp phủ tối màu giúp hấp thụ sóng vô tuyến và còn khiến chiếc UAV khó phát hiện hơn vào ban đêm. ziran 2 đã được tích hợp thêm modem 4G kết nối với hệ thống thông tin di động của Ukraine. Điều này cho phép người điều khiển UAV theo dõi chúng trong chuyến bay và xác định xem nó đã đến được mục tiêu hay bị bắn hạ ở đâu sự hiện diện của bộ đệm trên máy bay cũng cho thấy chiếc Iran 2 có thể được lập trình lại theo tọa độ mới trong chuyến bay để tránh lực lượng phòng không Ukraine. Có khả năng bộ đệm cũng cho phép điều hướng bằng cách sử dụng vị trí của cột thông tin di động. Đây có thể là một biện pháp đối phó với hệ thống giả mạo định vị vệ tinh Bokrova của Ukraine có thể khiến Iran 2 đi lệch hướng. Giới chuyên gia cho rằng những đổi mới trên Iran 2 xuất hiện để thêm vai trò trinh sát hoặc xác định tác động của các cuộc tấn công trước đó. Mặc dù hoạt động trong bóng tối thì điều này là đáng nghi ngờ, nhưng việc trốn tránh phòng không có thể là một nhiệm vụ thực sự. Cần nhấn mạnh rằng, các báo cáo gần đây chỉ ra việc Nga đang phát triển một số loại đầu đạn mới cho Ziran-2, bao gồm cả đầu đạn gây cháy và nhiệt áp để chống lại những mục tiêu cụ thể. Theo đánh giá, việc sức mạnh tăng gấp đôi có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tầm hoạt động so với ban đầu, nhưng khả năng hủy diệt tăng lên là đáng để đánh đổi. Trước đó, một số nguồn tin từ phía Ukraine thông báo rằng Nga đã tiến hành công việc một cách khẩn trương để hiện đại hóa máy bay không người lái cảm tử Ziran 2 trong nhà máy nằm tại đặc khu kinh tế Alabuga ở Cộng hòa Tatarstan. Đặc biệt là sự gia tăng đáng kể trọng lượng đầu đạn nổ mạnh của máy bay không người lái, con số từ 50 đã lên tới 90 kg. Bên cạnh đó, đầu đạn nổ phân mảnh và nhiệt áp của UAV cũng được phát triển. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm nay đã có báo cáo về việc Nga sử dụng chiếc Ziran 2 với đầu đạn nhiệt áp ngoài thực địa, nhiều khả năng đây là những cuộc thử nghiệm đầu tiên ghi nhận cho thấy nó sở hữu sức mạnh gần bằng đạn rocket trang bị cho hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A Solsepec. Đáng ngạc nhiên hơn, thẻ SIM của nhà mạng Ukraine Kyivstar bắt đầu được lắp vào máy bay không người lái. Điều này giúp xác định vị trí của UAV. Thông tin thực tế về việc tiêu diệt mục tiêu, vùng áp chế và các thông số quan trọng khác. Dữ liệu được truyền qua mạng di động tới Telegram theo thời gian thực. Ngoài ra, dư luận Ukraine cũng đang chú ý tới việc Nga trang bị cho máy bay không người lái một vài thiết bị liên lạc đặc biệt nhằm mục đích sử dụng ở cấp độ chiến thuật như tiêu diệt nhân lực và trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine gần tiên tuyến. Trước kia, vai trò này được giao cho UAV Cube hay Lancet nhỏ hơn. Phát biểu tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin liệt kê thiệt hại của Nga sau hơn 2 năm xung đột tại Ukraine. Hàng trăm nghìn binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương, hơn 211 tỷ đô la Mỹ chiến phí, hàng trăm tàu cỡ lớn, cỡ trung bị hư hại hoặc nhấn chìm ở Biển Đen. Ông Austin cho rằng đây là cái giá quá đắt cho nỗ lực quân sự của Nga và nước này khó lòng bù đắp được những tổn thất đó. Nhưng chỉ một tháng sau đó, thông điệp của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thay đổi. Tại một cuộc họp báo, ông Austin và Đại tướng Charles Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tiếp tục đề cập tổn thất của Nga trong xung đột. Nhưng lần này, dưới khía cạnh khác, khả năng phục hồi của Moscow. Bộ trưởng Austin cho biết Nga đã đẩy mạnh sản xuất quân sự. Toàn bộ ngành công nghiệp quốc phòng của nước này hiện được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chính phủ nên họ có thể làm điều đó nhanh hơn một chút. Những bình luận này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong quan điểm của Mỹ về năng lực khôi phục lực lượng của quân đội Nga. Từng chỉ xoáy sâu vào thiệt hại về kinh tế và quân sự mà Nga phải gánh chịu do xung đột tại Ukraine. Trong hai tháng gần đây, giới chức Mỹ bắt đầu thừa nhận Nga đang hồi phục nhanh hơn Washington ước tính. Bình luận viên Noah Robertson của Defense News nhận định, trong trường hợp Moscow tiếp tục tái xây dựng lực lượng nhanh hơn Washington tính toán, đây sẽ là thách thức mang tính lâu dài và có thể là tốn kém hơn với NATO. Robertson cho biết thêm, chiến lược quốc phòng của Mỹ gọi Nga là mối đe dọa cấp bách, đứng thứ hai sau Trung Quốc, nước được cho là thách thức gia tăng. Song, năng lực tự thân của Moscow có thể làm đảo lộn cách xếp hạng này. Quan điểm chung hiện nay của các quan chức quân sự Mỹ, châu Âu và các chuyên gia về quân đội Nga là lực lượng vũ trang của Moscow đang được tái thiết nhanh hơn dự tính. Họ đưa ra ba nguyên nhân chính cho hiện tượng này. Thứ nhất là năng lực thích ứng mạnh mẽ của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Theo Richard Connolly, chuyên gia về kinh tế Nga tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, Russia, Moscow đã tăng gần gấp 3 ngân sách quốc phòng sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát. Chuyên gia này ước tính Nga sẽ chi 130 đến 140 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động quân sự trong năm 2024, tương đương khoảng 6% GDP. Nguyên nhân thứ hai là khả năng né tránh các lệnh trừng phạt về tài chính từ phương Tây của Nga. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nhận định những lệnh hạn chế đó đã không phát huy hiệu quả, chủ yếu do Nga đã chuyển hướng xuất khẩu hàng hóa sang các nước thân thiện với Moscow, đứng đầu là Trung Quốc. Khác với Trung Quốc, một số quốc gia như Iran và Triều Tiên được cho là đã cung cấp vũ khí trực tiếp cho Nga và đó cũng được coi là nguyên nhân thứ ba giúp Nga có thể khôi phục lực lượng một cách nhanh chóng. Theo đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về yêu cầu ngân sách của Bộ Ngoại giao cho năm tài chính 2025 rằng chúng tôi chưa thấy Trung Quốc cung cấp vũ khí thực sự cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Triều Tiên đang làm điều đó, Iran đang làm điều đó. Mặc dù đã chỉ ra sự khác biệt nhưng ông Blinken cũng nhắc lại những lo ngại về sự hỗ trợ to lớn của Trung Quốc đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Ông tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục trừng phạt các thực thể tham gia chuyển giao cho Nga các mặt hàng công dụng kép có thể được chuyển hướng cho mục đích quân sự. Ông Blinken nói thêm, những gì chúng tôi đang thấy là Trung Quốc đang hỗ trợ rất nhiều cho ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Hàng trăm người đã tham gia cuộc tuần hành hòa bình ở thủ đô Budapest của Hungary ngày 1 tháng 6 tố cáo chính sách gia tăng căng thẳng với Nga của EU. Sự kiện lên đến đỉnh điểm với bài phát biểu của Thủ tướng Viktor Orbán, người cáo buộc Bruxelles đã đưa châu Âu đến gần hơn với một cuộc xung đột toàn cầu. Những người biểu tình tuần hành từ cầu xích mang tính biểu tượng đến đảo Margaret trên sông Danube. Nhiều người mang theo quốc kỳ và hô vang các khẩu hiệu hòa bình, một số cầm biểu ngữ, không chiến tranh và xin ban hòa bình cho chúng tôi, Chúa ơi. Thủ tướng Orbán nói, được Reuters dẫn lời. Chưa bao giờ có nhiều người xếp hàng vì hòa bình đến thế. Chúng tôi là đoàn thể hòa bình lớn nhất, lực lượng gìn giữ hòa bình lớn nhất ở châu Âu. Châu Âu phải được ngăn chặn khỏi việc lao vào chiến tranh, đi vào sự hủy diệt của chính mình. Ông Oban nói rằng, đất nước của ông phải rút ra bài học từ sự tàn phá mà nó đã trải qua trong thời kỳ đen tối nhất của thế kỷ 20. Ông Oban nói trước đám đông. Trong hai cuộc chiến tranh thế giới, người Hungary đã mất đi 1,5 triệu sinh mạng và cùng với họ là con cháu tương lai của họ. Tôi nói điều này một cách chậm rãi để Bruxelles hiểu. Chúng tôi sẽ không gây chiến. Chúng tôi sẽ không tiến về phía đông lần thứ ba. Chúng tôi sẽ không tiến tới mặt trận Nga nữa. Cũng trong ngày mùng 1 tháng 6, hàng trăm người đã tập trung tại quảng trường trung tâm ở thủ đô Praha để biểu tình kêu gọi hòa bình ở Ukraine. Những người biểu tình mang biểu ngữ yêu cầu chấm dứt giao tranh ở Ukraine. Trong số những người tham gia biểu tình có cựu Thủ tướng Siak, Parobek và cựu chính trị gia Slovakia, Kanoguski trước đó tại séc cũng đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn của người dân tạo gánh nặng cho nông dân khiến sản phẩm nông nghiệp trở nên đắt đỏ hơn và mất tính cạnh tranh người biểu tình đã yêu cầu séc rút khỏi thỏa thuận xanh và ngừng cung cấp vũ khí cho ukraine với lập luận đây không phải là xung đột của chúng ta cuộc biểu tình lần này diễn ra trong bối cảnh séc là một trong những quốc gia hỗ trợ lớn đối với ukraine thông qua sáng kiến đạn dược hiện séc đang tích cực vận động để các nước tham gia nhiều hơn vào sáng kiến này giới chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc biểu tình của người dân Séc là cuộc sống của người dân ngày càng khó khăn do tác động ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng như các chính sách ủng hộ viện trợ vũ khí cho Ukraine của chính quyền hiện nay. Việc chính phủ của Thủ tướng Fiala tiếp tục các hoạt động ủng hộ đạn dược cho Ukraine có thể sẽ khiến tình hình xã hội Séc diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Quân đội Ukraine triển khai bổ sung các đơn vị tới Kharkov trong bối cảnh nơi lực lượng Nga đang tiến sát thành phố này. Cụ thể, Bộ Truyền thông Chiến lược Ukraine mới đây cho biết, việc điều động thêm lực lượng dự bị đến Kharkov nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trong khu vực. Việc tập hợp lực lượng sẽ tùy thuộc vào diễn biến của tình hình. Bộ trên cũng lưu ý rằng, lực lượng Nga liên tiếp giành được vị trí ở hướng Kharkov và đang tìm cách đẩy lực lượng Ukraine khỏi một số khu vực trọng điểm. Điều này cũng đã được Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận. Kiev thừa nhận Nga đã thành công về mặt chiến thuật trong đợt tấn công gần đây. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông khác đưa tin, Ukraine cũng đang điều động một số lực lượng từ các khu vực khác đến Kharkov khi quân đội Nga tiến gần hơn đến thành phố lớn thứ hai ở Ukraine. Theo Bloomberg, Kiev đã bắt đầu triển khai thêm binh sĩ để ổn định tiền tuyến phía đông bắc. Cuộc tấn công của Nga có thể đã kéo căng lực lượng vốn đã thiếu vũ khí và quân số của Ukraine, đồng thời có thể buộc Kiev phải điều chuyển lại lực lượng từ mặt trận phía đông tới Kharkov. Hãng thông tấn TASS cũng dẫn nguồn tin trong quân đội Nga cho biết, một số đơn vị Ukraine từ khu vực Krasnoyarsk thuộc Donetsk dường như đã được điều chuyển tới Kharkov. Các báo cáo tương tự được công bố cũng cho rằng Kiev đã tái triển khai lực lượng dự bị từ vùng Kostyantinovka tới tiền tuyến phía Bắc. Tuy nhiên, kênh Riyadovka cho biết trên mặt trận Kharkov, Ukraine liên tục điều quân tăng viện nhưng dường như các đơn vị vừa trên nước chân giáo cơ động đến đã lập tức bị Nga tập kích. Mọi sự chú ý ở khu vực Kharkov đều tập trung vào trận chiến giành Volchansk. Để duy trì hình ảnh của lực lượng Kiev các đơn vị có sức chiến đấu mạnh mẽ và năng động nhất đã được tập trung tại đây. Điều này làm phức tạp đáng kể nhiệm vụ chiếm thành phố và tiến về phía trước của quân đội Nga. Theo phía Ukraine, thành phố này gần như đã bị xóa sổ khỏi bề mặt trái đất. Lực lượng Moscow đang đẩy lùi các cuộc phản công của đối phương bằng giao tranh ác liệt và tiêu diệt các đơn vị đối phương mới, nhưng ngày càng có nhiều đơn vị Kiev tiếp cận. Chừng nào lực lượng dự trữ Ukraine chưa bị tổn thất nặng, chúng ta không nên mong đợi những tiến bộ đáng kể của Nga. Tuy nhiên, lực lượng Moscow đã hoàn thành một nhiệm vụ nặng nề đó là vừa dần dần thiết lập vùng đệm, vừa thu hút và giam chân hàng loạt đơn vị tinh nhuệ nhất của Ukraine tại Kharkov, mở ra cơ hội cho các mặt trận khác giành chiến thắng. Cụm quân miền Bắc của Moscow đang gây áp lực dọc toàn bộ biên giới và dùng toàn lực đẩy lùi đối phương. Máy bay không người lái FPV vốn đã trở thành vũ khí nguy hiểm nhất trên khu vực này, gây ra mối nguy hiểm rất lớn cho binh sĩ Nga đang được Ukraine sử dụng ồ ạt do tầm quan trọng chiến lược của khu vực này. <laughs> ngày 31 tháng 5, Reuters cho biết chính phủ Ukraine đã đưa ra lời đề nghị các tù nhân gia nhập quân đội, tham gia chiến đấu và không được nghỉ phép cho đến khi xung đột chấm dứt. Đổi lại, những người này sẽ được đặt cách ân xá, thả tự do tạm thời, không phải chấp hành bản án còn lại. Theo Reuters, Ukraine đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn trong việc tuyển mộ đủ binh lính phục vụ chiến đấu tuyến đầu. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang thiếu nhân lực trầm trọng và kiệt sức. Do vậy, thỏa thuận kêu gọi tù nhân tham gia quân đội có thể giúp Ukraine huy động thêm nhiều quân số. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine Denis Maliuska nói khi các phóng viên gái thăm một trại giam rằng thậm chí nhiều chỉ huy quân sự cũng cạnh tranh nhau để mời gọi các tù nhân tham gia đơn vị của mình vì thiếu nhân lực. Một tội phạm 23 tuổi khác đang chấp hành bản án vì tội buôn bán chất cấm chia sẻ anh đã khát khao được đăng ký nhập ngũ ngay từ khi xung đột Ukraine bùng nổ. Người này nói: trước hết tôi muốn giúp đỡ đất nước của mình, tôi cũng muốn xã hội hiểu rằng ai cũng có thể hoàn lương. Theo luật ở Ukraine, tù nhân phạm một số tội nhất định vẫn bị cấm tham gia quân đội. Bộ Tư pháp nước này cho biết đến nay đã có 4.564 tù nhân đăng ký tham gia quân đội. Những người này sẽ phải thực hiện kiểm tra y tế và phải được tòa án chấp thuận đơn xin nhập ngũ. Ông Mariuska nói. Những tù nhân này sẽ được huấn luyện trong vài tháng Sau đó gia nhập các đơn vị đột kích trên tiền tuyến Đây sẽ là những đơn vị riêng biệt Không trộn lẫn với các sĩ quan khác Tôi không chắc đây là phương án tốt nhất Mọi thứ có thể thay đổi sau thời gian huấn luyện Hồi tháng 4 Cố vấn quân sự Kiev về các vấn đề giới tính Oksana Grigorieva lập luận rằng Chính phủ Ukraine nên bỏ lối tư duy truyền thống Và thể hiện sự bình đẳng thực sự Trong lực lượng vũ trang Cố vấn Grigorieva nói với tờ The Times của Anh Hôm 10 tháng 4 rằng Hiến pháp của chúng tôi quy định rằng nghĩa vụ của mọi công dân Ukraine là bảo vệ quê hương của họ. Vì vậy, việc phụ nữ phục vụ cho quân đội cũng là điều đúng đắn. Hiện tại, Ukraine không có kế hoạch kêu gọi phụ nữ nhập ngũ. Tuy nhiên, ý tưởng này từng được đề cập trước đó. Tạp chí Force mới đây đưa tin, quân đội Ukraine đã triển khai một số hệ thống pháo phản lực tầm xa HIMARS nhắm tới thành phố Belgorod của Nga, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 32 km. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội X trước khi Ukraine chút hàng chục tên lửa có tầm bắn lên đến 300 km xuống thành phố Bengorod. Đây là thành quả đáng mừng cho phép chúng tôi bảo vệ đất nước và người dân Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga, cũng như những nỗ lực gia tăng xung đột. Theo tờ báo Mỹ, hiện chưa rõ cuộc không kích của Ukraine có mức độ thiệt hại như thế nào và liệu động thái này có ảnh hưởng đến các mục tiêu quân sự hay không. Tuy nhiên, truyền thông Nga đã ghi lại khoảnh khắc còi báo động vang lên và các hệ thống phòng không Nga phóng tên lửa đánh chặn trong đêm. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này đã bắn hạ 14 tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp, 62 thiết bị không người lái UAV của Ukraine và 3 bom lượn Hammer do Pháp viện trợ. Bên cạnh đó, một số hình ảnh hiện trường cũng cho thấy nhiều mảnh tên lửa nằm rải rác trên mặt đất. Trước động thái trên, người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói rằng Nga đã biết về những nỗ lực của Ukraine nhằm tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp. Ông Peskov cho biết những gì chúng tôi biết, nhìn chung là có những nỗ lực tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp. Đối với chúng tôi, điều này là đủ và nó nói lên mức độ mà Mỹ tham gia vào cuộc xung đột này. Theo Reuters, ông Peskov không cung cấp chi tiết về khẳng định của mình cho các cuộc tấn công cũng như không cung cấp bằng chứng. Bình luận của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tiêu diệt các mục tiêu tại Nga đang tấn công thành phố Kharkov của Ukraine. Theo Reuters, Ông Blinken không nói rõ Tổng thống Biden có đồng ý cho Ukraine tấn công các mục tiêu tại các thành phố khác của Nga hoặc địa điểm nằm sâu trong lãnh thổ Nga hay không. Ngoại trưởng Blinken giải thích động thái của Nhà Trắng là kết quả của việc điều chỉnh chiến lược và thích nghi với tình hình chiến trường, phản ứng trước những điều mà Mỹ đã chứng kiến tại và quanh khu vực Kharkov. Ông Blinken nói, trong vài tuần qua, Ukraine đề nghị chúng tôi cho phép sử dụng vũ khí mà chúng tôi đang cung cấp để phòng thủ trước sự tấn công này, bao gồm chống lại lực lượng Nga đang tập trung phía bên kia biên giới và đang tấn công vào Ukraina. Điều đó được báo cáo thẳng lên tổng thống và như các bạn đã nghe, ông ấy đã phê chuẩn sử dụng vũ khí của chúng tôi cho mục đích đó. Đây là lần thứ hai trong năm nay, tổng thống Biden âm thầm nới lỏng hạn chế đối với Ukraina trong vấn đề vũ khí. Lần đầu tiên là khi ông quyết định cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraina sau một thời gian từ chối. Kể từ khi Nga mở kế hoạch quân sự tại Ukraina vào năm 2022, chính quyền của ông Biden đã lập luận rằng việc cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ là quá rủi ro. Họ lo ngại một cuộc tấn công lớn của Ukraine có thể gây ra xung đột trực tiếp với Nga. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết quyết định nới lỏng mới có hiệu lực cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để bắn trả các lực lượng Nga tấn công họ hoặc chuẩn bị tấn công họ từ bên kia biên giới gần vùng Kharkov. Nhận định về động thái của Mỹ, ông Mykola Bielyaskov, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine cho biết, điều này có thể ổn định chiến tuyến và tạo điều kiện để đẩy lùi lực lượng Nga khỏi khu vực Kharkov trước khi họ tiến vào. Theo các chuyên gia, các loại vũ khí Mỹ mà Ukraine đã được Mỹ bật đèn xanh để sử dụng, dùng để tấn công vào Nga bao gồm hóa thân HIMARS. Ông Philip Ingram, cựu sĩ quan tình báo quân đội Anh cho biết, quyết định của ông Biden sẽ giúp Kiev giảm bớt việc phải rút binh sĩ khỏi các mặt trận quan trọng ở khu vực phía đông Donbass. Ông nói rằng Nga đang yếu thế và sẽ phải suy nghĩ lại về các chiến thuật mà họ đã sử dụng trong cuộc tấn công vào Kharkov. Ông Robley, thành viên cấp cao tại chương trình Á-Âu của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại lập luận, Nga đã lợi dụng hạn chế của Mỹ trước đó như một thiên đường trú ẩn để tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực Kharkov, nơi chỉ cách biên giới Nga 30 km. Ông Lee nói, Nga có thể duy trì pháo binh ngay bên kia biên giới, họ có thể duy trì hệ thống phòng không, tác chiến điện tử, chỉ huy và kiểm soát ở đó. Dù vậy, ông Lee và các chuyên gia khác cho rằng Giờ đây Nga gặp khó khăn hơn trong việc tiếp tục mô hình tấn công xuyên biên giới này. Ông Ingram nói thêm Nga thiếu lực lượng để tấn công mạnh và kha Ở diễn biến có liên quan, trong bài đăng trên Telegram, cựu Tổng thống kiêm phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh các nước phương Tây nên hiểu rằng vũ khí và nhân lực của họ hoạt động ở Ukraine hoặc thực hiện các cuộc tấn công vào Nga từ các nước khác đều sẽ bị tiêu diệt. Ông Medvedev khẳng định Nga coi tất cả các hệ thống tầm sai được Ukraine sử dụng đều do nhân sự NATO điều khiển trực tiếp. Ông Medvedev nói, đây không phải là viện trợ quân sự đơn thuần, mà là tham gia vào cuộc xung đột chống lại chúng tôi. Theo cựu Tổng thống Nga, NATO muốn xem việc phương Tây can thiệp vào xung đột là sáng kiến độc lập của một số quốc gia nhằm tránh kích hoạt điều khoản phòng thủ tập thể. Cho rằng đây là ảo tưởng nguy hiểm và có hại. Theo ông, các động thái như cử binh sĩ tới Ukraine hoặc hướng dẫn vũ khí tầm xa đều là bước gia tăng nghiêm trọng trong cuộc xung đột trong khi khối quân sự do Mỹ dẫn đầu muốn tin rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Ukraine hoặc NATO, thực tế có thể tồi tệ hơn nhiều so với lập luận thiếu suy nghĩ của họ. Cựu Tổng thống Nga nói thêm, phương Tây đang đánh giá sai khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga, cũng giống như việc họ không lường trước được việc bắt đầu kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine. Ông Medvedev nhấn mạnh, đây không phải sự đe dọa hay đùa cợt. Cuộc xung đột quân sự hiện tại với phương Tây đang diễn ra theo kịch bản tồi tệ nhất sức mạnh của các vũ khí do NATO sản xuất đang được triển khai ngày càng tăng lên. Chính vì vậy, hiện không ai có thể loại trừ khả năng cuộc xung đột chuyển sang giai đoạn cuối cùng. Tờ New York Times ngày 31 tháng 5 đưa tin, chỉ một ngày sau khi các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ trong các cuộc tấn công hạn chế nhằm vào lãnh thổ Nga trên Internet đã xuất hiện đoạn video cho thấy một phát ngôn viên của chính phủ Mỹ thảo luận về chính sách này. Trong đoạn video, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller gợi ý rằng thành phố Belgorod của Nga chỉ cách biên giới Ukraine 25 dặm về phía Bắc là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công theo chính sách mới. Đoạn video chiếu cảnh ông Mueller phát biểu tại Bộ Ngoại giao Mỹ khi trả lời câu hỏi của một phóng viên. Belgorod về cơ bản không còn dân thường nào. Thực tế tại thời điểm này, nơi đây đang tập trung rất nhiều mục tiêu quân sự và chúng tôi cũng đang nhận thấy điều tương tự bắt đầu ở các khu vực xung quanh. Ông Miller nói tiếp trong đoạn video, Nga cần nhận được thông điệp rằng điều mà họ đang làm không thể chấp nhận được. Theo New York Times, đoạn video dài 49 giây mang lại cảm giác rất chân thực, nhưng thực chất lại là đoạn video giả mạo được cắt ghép từ các cảnh quay thực tế với mục đích thao túng. New York Times nhận định đây là minh họa điển hình về mối đe dọa ngày càng gia tăng của thông tin sai lệch, đặc biệt là từ các video ứng dụng công nghệ deepfake được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. New York Times nhấn mạnh, các tuyên bố trong đoạn video về Ben là hoàn toàn sai sự thật. New York Times viết, 340.000 cư dân ở đây chưa được sơ tán toàn bộ. Theo tờ báo Mỹ, những khẳng định sai sự thật rằng dân thường ở Ben đã tháo chạy và thành phố này chủ yếu tập trung mục tiêu quân sự, chính là điểm bất thường cho thấy mục đích thao túng của đoạn video. Cũng trong đoạn video, ông Mueller đã phản hồi lại luận điểm của một phóng viên rằng các quốc gia khác đang cho phép Ukraine dùng vũ khí của họ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Theo New York Times, thông tin này không chính xác. Trên thực tế, một số nhà lãnh đạo phương Tây đã nói rằng vũ khí của họ có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu biên giới của Nga đang tạo ra mối đe dọa với Ukraine. Thành phố Belgorod cách biên giới vùng Kharkov, Ukraine khoảng 40 km. Vào ngày 31 tháng 5, giới chức Mỹ đã xác nhận Washington cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công hạn chế vào lãnh thổ Nga ở gần Kharkov. Ông Matthew Mueller đã lên án đoạn video trên, cho rằng đây là hành động của các nhân tố tại Nga. Các quan chức Mỹ cho biết họ không nắm thông tin về nguồn gốc của đoạn video dùng công nghệ deepfake. Song có đây là mối lo ngại về rủi ro tin giả, thao túng dư luận về cuộc chiến tại Ukraine và diễn ngôn chính trị của Mỹ. Theo AP, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ủy quyền cho Ukraine tiến hành các cuộc tấn công hạn chế vào bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp. Hãng thông tấn AP dẫn lời ba quan chức Mỹ làm rõ rằng chỉ thị của ông Biden là cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để phục vụ mục đích phản công ở Kharkov. Tuy nhiên, chính sách của Mỹ trong việc yêu cầu Ukraine không sử dụng tên lửa tầm xa, tên lửa ATACMS và các loại đạn dược khác do Mỹ cung cấp để tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga vẫn không thay đổi. Hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn tin từ điều phối viên của lực lượng ngầm Nikolaev, Sergei Lebedev cho biết quân đội Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự và năng lượng ở các thành phố lớn của Ukraine, trong đó bao gồm thành phố Shchi, vùng Lviv. Báo cáo ban đầu cho biết, quân đội Nga đã thực hiện 4 cuộc tấn công vào khu vực này. Cuộc tấn công đầu tiên đã nhắm vào căn cứ không quân Shchi, nơi được cho là sẽ tiếp nhận máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine từ các nước phương Tây. Cuộc tấn công thứ hai nhằm vào các nhà kho của một tiểu đoàn công binh. Theo ghi nhận, sau khi các nhà kho bị tấn công, một vụ nổ mạnh đã xảy ra có thể nghe thấy nổ ở khoảng cách nhiều km. Mục tiêu của cuộc tấn công thứ ba là nhà máy sửa chữa ô tô. Nguồn tin từ lực lượng ngầm tiết lộ, nhà máy này thực chất là nơi chứa các thiết bị quân sự mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Một mục tiêu khác của cuộc tấn công là tiểu đoàn Lviv thuộc lữ đoàn phòng không kỹ thuật vô tuyến đóng gần sân bay. Tiểu đoàn này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho lực lượng phòng không Ukraine trong khu vực. Được biết, đây là lần thứ hai quân đội Nga tấn công vào sân bay quân sự được cho là sẽ dành cho F-16 của Ukraine. Trước đó, các cuộc tấn công của Nga cũng đã phá hủy nhiều cơ sở tầng quân sự và năng lượng Ukraine tại thành phố Starokostantinov thuộc tỉnh Khmelnytsky. Trong số đó, có cả một sân bay dự kiến sẽ là nơi Kiev triển khai phi đội tiêm kích F-16. Đây là nơi được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp nhận tiêm kích F-16 và có thao trường huấn luyện tân binh, vận hành khí tài do phương Tây viện trợ. Nguồn tin nói thêm, quân đội Nga cũng tấn công vào một trạm biến áp ở Starokonstantinov khiến thành phố bị mất điện. Truyền thông Ukraine trước đó công bố dữ liệu đường bay của tên lửa và UAV Nga vào nhiều khu vực của nước này, trong đó phần lớn nhằm vào thành phố Starokonstantinov và sân bay cùng tên. Sân bay Starokonstantinov từng nhiều lần hứng chịu các đòn tập kích quy mô lớn của Nga, do đây là căn cứ chủ chốt của không quân Ukraine và là điểm đóng quân của phi đội cường kích Su-24, được trang bị tên lửa dẫn đường Storm Shadow, Scarp eg do Anh và Pháp viện trợ. Đầu tháng 5, các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Kiev vào tháng 6 hoặc tháng 7. Trong khi đó, nhóm phi công chiến đấu đầu tiên của Ukraine đã hoàn tất chương trình huấn luyện với F-16 tại căn cứ quân sự Arizona, Mỹ. Về phía Nga, Moscow đã cảnh báo rằng các chuyến hàng vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine mà không ảnh hưởng đến kết quả cuộc xung đột. Chuyên gia quân sự ủng hộ Kiev, Jigan Levin, mới đây đăng lên Telegram video quay từ camera của thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, drone FPV Ukraine. Video cho thấy khí tài này đuổi theo một chiếc máy bay không người lái UAV trinh sát Nga được cho là dòng Zala 421 e Drone Ukraine liên tục cơ động bám đuổi UAV Nga để tìm cách áp sát trước khi kích nổ ở khoảng cách gần để vô hiệu hóa mục tiêu. Chuyên gia Levin bình luận, kiếp lái drone Ukraine – đã đuổi kịp và đánh trúng UAV trinh sát Zala 42116E ngay trên không trung. Ông cho biết sự việc xảy ra ở mặt trận phía nam Ukraine, xong không đề cập thêm chi tiết. Cổng thông tin điện tử quân đội Ukraine Militani cho biết drone FPV nước này đã hạ UAV Nga, nói thêm rằng việc chiếc drone mất tín hiệu trước khi chạm vào mục tiêu cho thấy nó là loại có khả năng phát nổ trên không, Airbus, có thể là dòng dùng mìn định hướng làm đầu đạn. Loại drone FPV này được Ukraine gần đây tăng cường sử dụng đặc biệt hiệu quả khi đối phó với các mục tiêu linh hoạt như bộ binh. 42116 e là mẫu UAV trinh sát do tập đoàn Zala Aero, công ty con của hãng Kalashnikov, phát triển. Nó có chiều dài 0,9m, sải cánh 1,8m, trọng lượng cất cánh tối đa 6,5kg, chuẩn bay 3,6km, hoạt động liên tục trong 150 phút. UAV được trang bị động cơ điện, sở hữu vận tốc tối đa 110 km h có thể truyền hình ảnh với độ nét cao trong phạm vi 25 km theo thời gian thực. Nga không tiết lộ giá của Zala 421 e song lực lượng đặc nhiệm Ukraine SSO cho biết UAV trinh sát kiểu này có giá khoảng 33.000 đô la Mỹ, trong khi drone FPV thường có giá dưới 500 đô la Mỹ. Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện video drone FPV hạ UAV Nga. Trước đó, đại tá Robert Brody chỉ huy đơn vị trinh sát những cánh chim Magia của Ukraine đăng video lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 126 nước này triển khai máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV FPV để đối phó UAV Nga tại khu vực gần làng Krinki ở bờ đông sông Dnieper thuộc tỉnh Kherson. Video cho thấy UAV Ukraine áp sát từ phía sau rồi lao vào phi cơ cánh bằng của Nga, xong trượt mục tiêu. Chiếc UAV sau đó lấy lại độ cao rồi tiếp tục công kích đối phương. Đòn đánh lần này được thực hiện chính xác, khiến cả hai phương tiện bị phá hủy trong tiếng hò reo ăn mừng của thành viên lữ đoàn 126. Đây được coi là cuộc không chiến đầu tiên giữa hai máy bay không người lái trên chiến trường Ukraine, dù loại khí tài này đã được cả hai phía sử dụng rộng rãi trong giao tranh. Nga và Ukraine trước đây chỉ sử dụng UAV để công kích mục tiêu trên mặt đất. UAV FPV do lực lượng Ukraine sử dụng là dòng tự chế mang theo đầu đạn nổ, có giá khoảng 400 đến 500 đô la Mỹ mỗi chiếc. Đại tá Brody cho biết, chiếc UAV Nga bị phá hủy là dòng Raptor R mới được Moscow triển khai trên chiến trường có khả năng mang đầu đạn nặng 5 kg. Nga không công bố giá của Raptor R, song các dòng UAV cánh bằng thường có chi phí sản xuất đắt hơn nhiều so với thiết bị bay cánh quạt như UAV FPV. Outland 10, dòng UAV trinh sát cánh bằng được Nga sử dụng phổ biến tại Ukraine có giá từ 87.000 đến 120.000 đô la Mỹ. Phát biểu họp báo tại hội nghị thượng đỉnh Ukraine Bắc Âu lần thứ ba, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh kẻ thù chính của chúng tôi là tình trạng cung cấp chậm trễ, theo ông, phải mất nhiều tháng để các binh sĩ Ukraine học cách sử dụng vũ khí phương Tây. Thậm chí, quá trình từ thời điểm gói hỗ trợ quân sự của Mỹ được thông qua cho đến khi bắt đầu sử dụng vũ khí chuyển giao cũng kéo dài tới hơn 6 tháng. Trước đó, ông Zelensky đã phản nàn về tốc độ sản xuất vũ khí nhanh chóng ở Nga so với phương Tây. Trong khi đó, tờ Washington Post đưa tin Tổng thống Ukraine Zelensky đã sa thải một số quan chức cấp cao được cho là thân cận với Mỹ. Quyết định sa thải được đưa ra trong bối cảnh Kiev ngày càng thất vọng với những quốc gia phương Tây washington post không nêu tên tất cả các quan chức bị sa thải cũng không cho biết bao nhiêu người đã bị cách chức nhưng lưu ý rằng việc sa thải đã báo động các quan chức mỹ tờ báo trên đưa tin những người bị sa thải là các quan chức theo chủ nghĩa cải cách những người sẵn sàng chống tham nhũng trong chính các bộ của họ và những người có vẻ đặc biệt thân cận với washington danh sách bị sa thải bao gồm phó thủ tướng alexander kubrakov người được bài viết mô tả là đã tập trung vào cơ sở hạ tầng và tái thiết ukraine cách đây chưa đầy một năm Kubrakov được giới truyền thông nêu tên là người có khả năng sẽ kế nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là Alexei Resnikov. Giới lãnh đạo Ukraine đang than phiền về việc Washington hạn chế khả năng của họ trong việc phản ứng trước các cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, giới chức châu Âu và Mỹ tranh cãi về chiến lược lật ngược tình thế trên chiến trường Ukraine. Bất đồng sâu sắc nhất hiện nay giữa Ukraine và phương Tây đến từ việc Kiev có thể sử dụng các vũ khí được phương Tây hỗ trợ để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga hay không. Chính quyền Tổng thống Biden vừa qua đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tiến hành những cuộc tấn công xuyên biên giới ở quy mô hạn chế và các lực lượng của Nga đang đe dọa đến thành phố Kharkov lần thứ hai Ukraine. Một số nhà lãnh đạo NATO, trong đó có Ngoại trưởng Phần Lan và Canada, đã tuyên bố công khai rằng họ chưa bao giờ ngăn cản Ukraine sử dụng vũ khí mà các nước này cung cấp để nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Quan điểm đó cũng nhất quán với lập trường của Tổng thống Pháp Macron và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khi cho biết Ukraine có quyền làm vậy. Trong khi đó, Đức và Italia có lập trường do dự giống Mỹ. Sự bất đồng với các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, thậm chí cả giữa bối cảnh chính sách đã có sự dịch chuyển, là một minh chứng cho thấy sự chia rẽ lớn dần giữa Ukraine và các bên ủng hộ quan trọng nhất về mặt quân sự trong cách đối phó với tình hình chiến trường khi mà vị thế của Kiev tiếp tục suy yếu. Moscow không có dấu hiệu sẽ giảm bớt nỗ lực kiểm soát và sáp nhập bốn vùng lãnh thổ ở phía đông nam Ukraine, cũng như tiến xa hơn nếu có thể. Tranh cãi ngày càng gia tăng thể hiện qua việc gói hỗ trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng trước sau nhiều tháng trì hoãn vẫn chưa ổn định được những điểm yếu trên chiến trường của Ukraine, mặc dù các quan chức Mỹ nói rằng việc cung cấp những vũ khí này sẽ giảm bớt phần nào các vấn đề trong vòng vài tuần. Ukraine đang bước vào những cuộc giao tranh ác liệt trong mùa hè này, giữa bối cảnh các nhà tài trợ quân sự lớn nhất nảy sinh bất đồng với một loạt vấn đề. Tờ Wall Street Journal, WSG cho hay Pháp đang tăng cường đàm phán với một số nước đồng minh châu Âu về kế hoạch cử huấn luyện viên tới Ukraine để hỗ trợ Kiev đào tạo binh sĩ, một lựa chọn có nguy cơ đi ngược lại làn danh đỏ mà washington và berlin đã đặt ra khi cuộc giao tranh nga ukraine bắt đầu để ngăn chặn nguy cơ gia tăng xung đột các quan chức pháp cho biết tổng thống emmanuel macron muốn thành lập một liên minh gồm các nước phương tây sẵn lòng huấn luyện binh sĩ ukraine ngay trên thực địa ngoại trưởng litva đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch của pháp paris hiện đang tiến hành thêm một số cuộc thảo luận với anh nước có quân đội mạnh thứ sáu thế giới theo bảng xếp hạng của global firepower các quan chức Pháp tiết lộ thêm rằng ông Macron đang dự định tuyên bố kế hoạch đưa huấn luyện viên quân sự tới Ukraine vào ngày 6 tháng 6, đúng dịp kỷ niệm cuộc đổ bộ đi đây của quân đồng minh trong Thế chiến 2. Hiện tại, một số yếu tố then chốt trong sáng kiến đưa huấn luyện viên quân sự tới Ukraine vẫn đang được thảo luận và tiến hành. Ví dụ như số lượng quốc gia sẵn sàng tham gia, nhiệm vụ mà các huấn luyện viên sẽ đảm nhận là gì? Một nhà ngoại giao cấp cao đến từ vùng Baltic cho biết, chính phủ của ông đang cố gắng có được bản tóm lược những gì Paris dự định công bố. Theo VKSG, các cuộc thảo luận về vấn đề đưa huấn luyện viên quân sự tới Ukraine là một phần trong nỗ lực của ông Macron nhằm thay đổi quan điểm của phương Tây đối với Moscow. Theo hãng tin RBC của Nga, website của cơ quan báo chí Ba Lan PAP đã hai lần đăng tải cùng một tuyên bố thay mặt cho Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, trong đó cho biết đợt huy động một phần sẽ được tổ chức tại Ba Lan vào ngày mùng 1 tháng 7 tới. Thông báo nêu rõ, vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024, quá trình huy động quân sự một phần sẽ được công bố ở Ba Lan. 200.000 công dân Ba Lan, kể cả cựu binh sĩ hay thường dân, sẽ đều bị gọi đi tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Tất cả những người được huy động sẽ tới Ukraina. Tuy nhiên, sau đó PAP phủ nhận thông tin này. Người đứng đầu văn phòng thủ tướng Ba Lan, Jan grabic cũng bác bỏ thông tin về đợt điều động quân. Ông cho biết các cơ quan đặc biệt của Ba Lan đang xem xét chuyện gì xảy ra. Thư ký báo chí của Bộ trưởng Điều phối Tình báo Ba Lan Jacek Dobzinski không loại trừ khả năng một cuộc tấn công mạng có thể đã được thực hiện nhằm vào PAP. Trước thông tin một số quốc gia thành viên NATO có thể đưa binh sĩ tới hỗ trợ Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây tiếp tục tái khẳng định lập trường của Nga trước khả năng các nước NATO điều quân tới Ukraine. Theo ông Peskov, sự can thiệp trực tiếp trên thực địa của quân đội các nước NATO vào cuộc xung đột tại Ukraine có thể gây ra mối nguy hiểm to lớn và Nga coi đây là một hành động khiêu khích nghiêm trọng. Ông Peskov nhấn mạnh, tuyên bố của một số đại diện các nước phương Tây mà cụ thể là tuyên bố của Tổng thống Pháp Macron, Ngoại trưởng Anh Cameron và cả đại diện Thượng viện Mỹ. Nếu tôi không nhầm, họ đã nói về sự sẵn sàng và thậm chí có ý định điều động lực lượng vũ trang đến Ukraine, tức là thực sự đưa binh sĩ NATO ra đối đầu với quân đội Nga. Đây là một mức độ gia tăng hoàn toàn mới, chưa từng có và tất nhiên cần có sự quan tâm đặc biệt và các biện pháp đặc biệt. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 1 tháng 6 hướng sự chú ý trở lại hành động của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Ông chủ lâu năm góc tuyên bố tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, bất chấp xung đột ở châu Âu và Trung Đông, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vẫn là ưu tiên của chúng tôi. Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia lo ngại xung đột Nga-Ukraine và khủng hoảng Gaza khiến Mỹ sao nhãn cam kết của họ ở châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Austin khẳng định, an ninh của Mỹ chỉ có thể được đảm bảo nếu an ninh châu Á được đảm bảo. Đó là lý do Mỹ từ lâu đã hiện diện trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đồng minh trong khu vực. Bộ trưởng Austin nhấn mạnh, tranh chấp cần được giải quyết thông qua đối thoại không phải đe dọa hay xung đột và chắc chắn không phải thông qua cái gọi là trừng phạt ám chỉ hành động của Trung Quốc trong khu vực bao gồm biển Đông. Đáp lại, trung tướng Trung Quốc Cảnh Kiến Phong cho rằng chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ được triển khai nhằm gây chia rẽ, kích động đối đầu và gieo rắc bất ổn. Ông Cảnh là phó tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ông Cảnh nhận xét nó chỉ phục vụ lợi ích địa chính trị ích kỷ của Mỹ đi ngược lại xu hướng lịch sử và nguyện vọng chung của các nước trong khu vực về hòa bình, phát triển và hợp tác cùng có lợi. Trong diễn biến có liên quan, theo hãng tin Reuters, ông Zelensky tới Singapore ngày 1 tháng 6 và dự kiến có bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La cũng như gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, đơn vị tổ chức đối thoại Shangri-La cho biết, ông Zelensky tham gia phiên thảo luận vào ngày 2 tháng 6 với chủ đề tái định hình giải pháp cho hòa bình toàn cầu và ổn định khu vực. Tổng thống Ukraine được cho là sẽ nhân dịp này để kêu gọi người tham dự hội nghị ủng hộ Ukraine và tham gia hội nghị hòa bình tại Thụy Sĩ, diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 6 tới. Trước đó, ông Zelensky tố Nga đang cố gắng phá hoại hội nghị, được xem là dịp để ông Zelensky tranh thủ sự ủng hộ, kêu gọi Nga rút quân, đồng thời khu vực biên giới năm 1991 của Ukraine. Chuyến đi lần này là lần thứ hai ông Zelensky đến châu Á kể từ khi nổ ra xung đột với Nga từ tháng 2 năm 2022. Lần đầu tiên là vào tháng 5 năm 2023, khi ông tham dự hội nghị G7 tại Nhật Bản. Đối thoại Shangri-La, hội nghị thượng đỉnh quốc phòng hàng đầu châu Á đang diễn ra ở Singapore. Chương trình nghị sự của sự kiện năm nay hướng trọng tâm đến vấn đề an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nổi bật là căng thẳng Mỹ-Trung, tình hình Đài Loan và Biển Đông. Theo đó, các phiên họp toàn thể của đối thoại Shangri-La đã bắt đầu sáng mùng 2 tháng 6 bằng bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về đối tác chiến lược của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trước những lo ngại về việc xung đột ở Ukraine, khủng hoảng Gaza khiến Mỹ sao nhãng kết quả ở châu Á Thái Bình Dương, ông Lloyd Austin khẳng định an ninh của Mỹ chỉ có thể được đảm bảo nếu an ninh châu Á được đảm bảo phát biểu của ông lloyd austin đưa ra sau cuộc gặp đáng chú ý với bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc đồng quân hai bên đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc liên lạc quân sự giữa hai nước và nhất trí sẽ nối lại hoạt động này trong những tháng tới phía trung quốc cho biết cuộc hội đàm diễn ra tích cực thực tiễn và mang tính xây dựng tuy nhiên trung quốc cũng nêu rõ quan điểm về những vấn đề đang gây căng thẳng trong đó có eo biển đài loan và biển đông liên quan đến hội nghị này nhà nghiên cứu cấp cao của trung tâm nga Trung Quốc, Thế giới tại Viện Trung Quốc và Châu Á Hiện Đại thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga Alexander Mokreski nhận định. Đối thoại Shangri-La đã trở thành một diễn đàn quốc tế quan trọng để Trung Quốc nêu quan điểm với các đối tác của mình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tham vọng ngày càng tăng của Bắc Kinh rõ ràng đang thúc đẩy nước này bảo vệ những thành tựu của mình, đồng thời tìm kiếm những cơ hội mới mà trước đây ngoài tầm với. Cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng sẽ được đề cập tại sự kiện này. Chuyên gia Mokreski lưu ý một năm sau kế hoạch quân sự của Nga, Bắc Kinh đã phát triển và đưa ra kế hoạch hòa bình ở Ukraine như một phần của sáng kiến an ninh toàn cầu. Li Hui, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và cựu đại sứ Trung Quốc tại Moscow đã làm rõ kế hoạch này thông qua nhiều kênh khác nhau. Cùng với các quan chức cấp cao khác, vì cuộc xung đột vẫn tiếp diễn nên các vấn đề xung quanh Ukraine sẽ được thảo luận tại diễn đàn đối thoại Shangri-La. Về phần mình, giáo sư Seth Khan của Đại học Bang Quên ở Detroit nói với Izvestia rằng mục tiêu chính của Mỹ tại sự kiện này là tái khẳng định vai trò dẫn đầu của mình trong việc giải quyết các vấn đề quốc phòng quan trọng. Mỹ cũng có thể yêu cầu các đồng minh châu Á hỗ trợ hành động của mình ở Ukraine. Tuy nhiên, cho đến nay, phương Tây vẫn chưa thành công lắm trong việc thuyết phục các nước châu Á khi chỉ có Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, tức là các quốc gia thân Mỹ, đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại Nga vào thời điểm này. Theo tờ Nikkei Asia, tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ Samuel Paparo vừa qua cho rằng cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc xung quanh Đài Loan Trung Quốc trông giống như một cuộc diễn tập tấn công. Ông Paparo cho hay Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã theo dõi và phân tích cuộc tập trận của Trung Quốc xung quanh Đài Loan trong hai ngày 23 và 24 tháng 5. Ông Paparo cho biết thêm Chúng tôi đã xem cuộc tập trận đó. Chúng tôi đã ghi chú. Chúng tôi đã học được từ cuộc tập trận đó và họ đã giúp chúng tôi chuẩn bị cho tương lai. Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm tuyên bố quân tập trận gần đây của Trung Quốc đã đạt được mục tiêu như mong đợi. Ông Ngô còn tuyên bố quân đội Trung Quốc sẽ có biện pháp đối phó mạnh mẽ hơn mỗi khi lực lượng ly khai Đài Loan có hành động khiêu khích. Khi được hỏi về khả năng Trung Quốc tấn công Đài Loan, ông Paparo nhấn mạnh điều quan trọng là đánh giá của chính Trung Quốc, cảnh báo rằng Bắc Kinh tiếp tục xây dựng năng lực ở mức đáng báo động Ông Paparo cho hay, chính phủ Mỹ yêu cầu tôi phải sẵn sàng hôm nay, ngày mai, tháng tới và năm tới, phù hợp với đạo luật quan hệ Đài Loan. Đạo luật đó quy định Washington sẽ giúp Đài Loan tăng cường khả năng tự vệ. Nếu súng nổ ra trong khu vực, ông Paparo cho hay, ông tin tưởng Mỹ cùng các đồng minh và đối tác sẽ thắng thế trong một cuộc xung đột. Trước đó, ba ngày sau khi nhà lãnh đạo đảo Đài Loan Trung Quốc lại thanh đức nhậm chức, Trung Quốc đã tuyên bố tập trận quy mô lớn bao quanh đảo này bình luận về cuộc tập trận mang tên Liên Kiếm 2024A, các chuyên gia cho biết hoạt động diễn tập chung có sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc và các quân chủng khác nhau của Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông ở eo biển Đài Loan mang ý nghĩa lịch sử. Tờ Hoàn Cầu nhấn mạnh đây là cuộc tập trận chưa từng có của Trung Quốc quanh đảo Đài Loan và các đảo nhỏ ở khu vực do Đài Loan kiểm soát. Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông của Trung Quốc thông báo cuộc tập trận mang tên Liên Kiếm 2024A tập trung vào hoạt động tuần tra phối hợp giữa các quân chủng để đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát toàn diện chiến trường và tập kích chính xác mục tiêu. Phát ngôn viên của đội Trung Quốc Li Xi cho biết, cuộc tập trận bao gồm triển khai tàu, máy bay tuần tra tiếp cận các khu vực xung quanh đảo Đài Loan, cùng hoạt động phối hợp nhằm kiểm tra năng lực chiến đấu thực sự của lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh. Thông báo của Bộ Chỉ huy tác chiến của các lực lượng vũ trang Ba Lan công bố, chúng tôi cảnh báo rằng máy bay của Ba Lan và đồng minh đã xuất kích. Điều này có thể dẫn đến mức độ tiếng ồn gia tăng, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam. Dạng sáng mùng 1 tháng 6, Bộ Chỉ huy tác chiến các lực lượng vũ trang Ba Lan đang giám sát hoạt động không quân tầm xa gia tăng của Liên bang Nga. 3 ba giờ sau, Bộ Chỉ huy thông báo các máy bay đã quay trở lại sân bay. Các lực lượng vũ trang Ba Lan sử dụng biện pháp này lần gần đây nhất là vào ngày 26 tháng 5 năm 2024. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thường xuyên thông báo hoạt động của các máy bay quân sự Nga tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế về sử dụng không phận. Trước đó, Bộ Tư lệnh tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết, nước này và các đồng minh đã điều động máy bay quân sự để đối phó với lực lượng hàng không tầm xa của Nga. Các máy bay Ba Lan và đồng minh đã được điều động, có thể dẫn đến tình trạng gia tăng tiếng ồn, đặc biệt là ở phía đông nam đất nước. Vào cuối tháng 12 năm 2023, Bộ chỉ huy tác chiến báo cáo rằng không phận Ba Lan đã bị một vật thể không xác định xâm phạm. Sau đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ba Lan, Vyacheslav Kukula cho biết một tên lửa Nga được cho là đã xâm nhập không phận nước này. Tuy nhiên sau khi kiểm tra, phía Ba Lan không tìm thấy bất cứ vật thể gì gây nguy hiểm. Trong diễn biến có liên quan, vừa qua Bộ Quốc phòng Ba Lan đã công bố dự án Lá chắn phía đông, một hoạt động nhằm củng cố biên giới phía đông với Nga và Belarus. Ba Lan cho biết đây là nỗ lực phòng thủ lớn nhất ở sườn phía đông của NATO kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc vào năm 1945. Một sơ đồ đã được công bố cho thấy một phần của lá chắn mà Ba Lan dự định triển khai ở biên giới hệ thống phòng thủ này gồm hàng rào cố định dây thép gai hào chống tăng chứa ngại vật chống tăng mìn một lớp hào khác lớp thực vật các quan chức Ba Lan cũng nêu kế hoạch tăng cường hệ thống cảnh báo và theo dõi cũng như hệ thống chống máy bay không người lái tổng thống mưu trưởng quân đội Ba Lan tướng V S cho biết dự án sẽ tăng cường khả năng kháng cự của Ba Lan hạn chế khả năng cơ động của đối phương đồng thời bảo vệ binh lính và dân thường Ba Lan Đến năm 2028, Ba Lan dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng các công sự, hệ thống phát hiện và cảnh báo, căn cứ tiên tiến, trung tâm hậu cần và hệ thống đối phó bằng máy bay không người lái ở biên giới với Nga và Belarus. Xe tăng chiến đấu chủ lực mới của Triều Tiên đã được đặt tên chính thức là Trơn Ma 2. Cộng đồng quân sự quốc tế biết đến cái tên này sau chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Học viện Phát triển Quốc phòng Triều Tiên vừa qua. Cần nhắc lại rằng, Trước đó xe tăng này có tên không chính thức là M2020 và phiên bản mới hơn của nó là M2024. Những cái tên được đặt theo ngày xuất hiện của các biến thể, cụ thể là trong cuộc duyệt binh năm 2020 và các cuộc tập trận vào đầu năm 2024. Cách bố trí của phương tiện chiến đấu rất cổ điển, tổ lái gồm 4 người, có hộp đạn đầu tiên được đặt trong một hốc phía sau tháp pháo và các tấm ngăn cũng được đặt ở đó. Có lẽ tổ lái được bố trí tương tự như Abrams của Mỹ, cơ cấu nạp đạn được đặt ở bên trái trong tháp pháo. Vị trí này giúp dễ dàng sử dụng đạn được đặt ở trong hốc phía sau. Trưởng xe và xạ thủ được bố trí ở bên trái tháp pháo, người chỉ huy có kinh nghiệm kết hợp. Việc quan sát được thực hiện bằng cách quay toàn bộ tháp pháo, tức là không có kính quan sát toàn cảnh. Xạ thủ có thiết bị ngắm tương tự. Xe tăng Trơn Ma 2 còn được trang bị thêm súng phóng lựu tự động 30mm và bệ phóng cho hai tên lửa chống tăng Điều này cho thấy nó không phóng được tên lửa qua nòng. Xe tăng được trang bị tổ hợp phòng vệ chủ động APS có hai cảm biến bức xạ laser và bốn radar ở hai bên tháp pháo để tiêu diệt đạn tấn công, bạn có thể thấy 12 đạn phòng thủ cung cấp khả năng bảo vệ vòng tròn cho phương tiện chiến đấu. Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un lái thử xe tăng được mô tả là mạnh nhất thế giới, ra mắt năm 2020 và có nhiều nét giống khí tài của cả Nga lẫn Mỹ. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA công bố hình ảnh lãnh đạo Kim Trương Un giám sát cuộc tập trận của các đơn vị gần biên giới với Hàn Quốc và lái thử mẫu xe tăng mới nhất của nước này. KCNA cho hay lãnh đạo Kim jong Un bày tỏ hài lòng khi xe tăng chiến đấu chủ lực đời mới đã phô diễn hỏa lực và khả năng cơ động tuyệt vời, lần đầu thể hiện năng lực chiến đấu đáng kinh ngạc trong cuộc tập trận. Nói thêm rằng ông Kim mô tả đây là xe tăng mạnh nhất thế giới. Xe tăng mới được trang bị 7 bánh chịu lực ở mỗi bên, nhiều hơn những xe tăng nội địa từng được Triều Tiên công bố trước đây, trong đó có dòng Sung Tiên Quân Hổ ra mắt năm 2010. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói trong cuộc họp báo chung gần đây với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở thủ đô Berlin rằng nên cho phép Ukraine vô hiệu hóa các địa điểm quân sự bên trong lãnh thổ Nga, nơi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, ngay cả khi ở xa chiến tuyến. Bên cạnh đó, hồi tháng 2, Tổng thống Pháp cũng từng tuyên bố ông không thể loại trừ khả năng các nước NATO gửi binh sĩ tới Ukraine. Hãng thông tấn Bloomberg đưa tin, trong hậu trường ông macron đã hành động để thành lập một liên minh gồm các quốc gia sẵn sàng cử huấn luyện viên quân sự đến trợ giúp kiev theo đó tại cuộc phỏng vấn với france info được phát sóng gần đây chính trị gia marine le pen cựu ứng cử viên tổng thống pháp cho rằng những tuyên bố của tổng thống emmanuel macron về việc cử huấn luyện viên nato tới ukraine và cho phép kiev sử dụng vũ khí do phương tây cung cấp để tấn công một số mục tiêu bên trong lãnh thổ nga có nguy cơ biến cuộc xung đột hiện tại thành một cuộc chiến tranh thế giới tiếp theo cảnh báo của bà Le Pen được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận căng thẳng đang nổ ra ở phương Tây về việc Kyiv có được phép tấn công các mục tiêu ở Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây hay không. Một số chính phủ trong liên minh NATO cho biết họ ủng hộ các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, trong khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các quốc gia thành viên dỡ bỏ một số hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí của phương Tây. Ý tưởng này nhận được sự ủng hộ của Anh, Séc, Estonia, Hà Lan, Latvia ngoài ra các nước như mỹ phát tín hiệu ủng hộ nhưng không rõ ràng ngoại trưởng mỹ antony blinken tuần trước nói rằng ukraine phải tự đưa ra quyết định về cách thức tiến hành cuộc chiến bên ngoài biên giới của mình trước kia chính quyền tổng thống ukraine zelensky tuyên bố kiev sẽ không dùng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu bên ngoài biên giới thay vào đó chỉ sử dụng vũ khí nội địa tuy nhiên vài tuần trở lại đây giới chức ukraine liên tục gây sức ép với các đối tác hối thúc họ cho phép kiev tập kích mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Việc Ukraina sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga sẽ không đảm bảo làm thay đổi đáng kể cán cân chiến lược tổng thể. Điều đó sẽ giúp Kyiv làm gián đoạn các đường tiếp tế, cơ cấu chỉ huy và trung tâm hậu cần của Nga, từ đó làm giảm hiệu quả các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraina. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn, việc cho phép Ukraina sử dụng vũ khí phương Tây chống lại các mục tiêu ở Nga sẽ khiến căng thẳng gia tăng giữa Nga và các nước NATO leo thang. Nguy cơ đối đầu quân sự trực diện, bùng phát chiến tranh hạt nhân. Phản ứng của Nga trước động thái của NATO sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt của Mỹ và đồng minh, nhất là khi tổng thống Vladimir Putin liên tục sử dụng các mối đe dọa hạt nhân, khơi dậy nỗi sợ hãi của phương Tây. Theo insider trong ngày 31 tháng 5, tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng bênh vực ông Donald Trump sau khi cựu tổng thống Mỹ bị kết tội hình sự ở New York. Ông Musk nhận xét Phán quyết này đã giáng một đòn mạnh vào niềm tin của công chúng với hệ thống tư pháp Mỹ. Nếu một cựu tổng thống có thể bị kết tội hình sự vì những vấn đề tầm thường như vậy thì tất cả mọi người đều đối diện nguy cơ tương tự. Kết quả này không liên quan đến pháp lý mà bị chi phối bởi chính trị. Trước đó, tỷ phú Mỹ cũng bày tỏ sự đồng tình với bình luận của thống đốc Florida Ron DeSantis. Theo ông DeSantis, phán quyết của tòa án New York là một chiêu trò chính trị nhằm ngăn cản ông Trump trở lại nhà trắng. Ông Musk cho biết đây thực sự là một vấn đề. Người dân Mỹ nên có quyền quyết định ai sẽ trở thành tổng thống. Bình luận của tỷ phú Mỹ được đưa ra sau khi bồi thẩm đoàn tại New York ngày kết luận ông Trump có tội đối với toàn bộ cáo buộc mà phía công tố viên Alvin Bragg đưa ra. Ông Trump đã bác bỏ mọi cáo buộc và gọi phán quyết lịch sử này là nỗi ô nhục. Theo đó, bồi thẩm đoàn 12 thành viên tuyên bố ông Trump có tội đối với tất cả 34 cáo buộc làm giả hồ sơ nhằm che giấu việc chi tiền bịt miệng diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trước thêm cuộc bầu cử năm 2016. Công tố viên tố cáo ông Trump tham gia một âm mưu phi pháp nhằm phá hoại cuộc bầu cử khi dùng tiền để buộc nữ diễn viên không tiết lộ việc có quan hệ tình ái với ông trước đó. Cựu luật sư Michael Cohen của ông Trump khai rằng bị cáo đã đồng ý trả 130.000 đô la Mỹ cho bà Daniels chỉ vài tuần trước thêm cuộc bầu cử. Chính ông Cohen là người đưa tiền và ông Trump đồng ý trả lại cho luật sư theo từng tháng với nội dung ghi trong hóa đơn là chi phí pháp lý. Ông Trump nói sau khi bị kết tội, đây là phiên tòa gian lận do một thẩm phán xung đột lợi ích, tham nhũng làm chủ tọa. Luật sư Todd Blanche của bị cáo tuyên bố sẽ kháng án sớm nhất có thể và phàn nàn rằng thân chủ của ông đã không được xét xử công bằng tại New York. Trong khi đó, công tố viên Bruck khẳng định đã làm đúng bổn phận mà không bị sợ hãi hay thiên vị ai. Ông nhấn mạnh thân thế của ông Trump có thể khác biệt so với những bị cáo khác trong lịch sử, nhưng việc xét xử và bản án được đưa ra giống như mọi vụ án khác. Sau một tháng rưỡi xét xử, bồi thẩm đoàn tại New York vừa qua đã kết luận ông Trump có tội đối với toàn bộ cáo buộc mà phía công tố viên Alvin Bragg đưa ra. Ông Trump đã bác bỏ mọi cáo buộc và gọi phán quyết lịch sử này là nỗi ô nhục. Mở đầu bài phát biểu tại cuộc họp báo kéo dài 40 phút ở Tháp Trump tại New York, Mỹ, hôm 31 tháng 5, cựu tổng thống Donald Trump nói: "Nếu họ có thể làm điều này với tôi, họ có thể làm điều này với bất kỳ ai." Trước đó theo Reuters sau hai ngày nghị án, bồi thẩm đoàn 12 thành viên tuyên bố ông Trump có tội đối với tất cả 34 cáo buộc làm giả hồ sơ nhằm che giấu việc chi tiền biệt miệng diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trước thềm cuộc bầu cử năm 2016. Công tố viên tố cáo ông Trump tham gia một âm mưu phi pháp nhằm phá hoại cuộc bầu cử khi dùng tiền để buộc nữ diễn viên không tiết lộ việc có quan hệ tình ái với ông trước đó. Cựu luật sư Michael Cohen của ông Trump khai rằng bị cáo đã đồng ý trả 130.000 đô la Mỹ cho bà Daniels chỉ vài tuần trước thềm cuộc bầu cử. Chính ông Cohen là người đưa tiền và ông Trump đồng ý trả lại cho luật sư theo từng tháng với nội dung ghi trong hóa đơn là chi phí pháp lý. Ông Trump 77 tuổi bác bỏ mọi cáo buộc và được cho là sẽ kháng cáo. Tại cuộc họp báo, ông Trump cũng công kích Tổng thống Joe Biden, gọi ông là Tổng thống kém cỏi nhất mà chúng ta từng thấy. Ông Trump tuyên bố phiên tòa này đều do ông Biden và người của ông ấy thực hiện, đồng thời cáo buộc chính quyền của Tổng thống Biden đã phối hợp với Bộ Tư pháp trong quá trình truy tố ông. Ông Trump cũng nhắc lại cáo buộc rằng phiên tòa xét xử ông đã bị giàn xếp và chỉ trích quyết định từ chối yêu cầu thay đổi địa điểm xét xử. Ông Trump tuyên bố, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh, chúng tôi sẽ kháng cáo vấn đề này và nhiều vấn đề khác. Phát biểu tại Nhà Trắng 2 giờ sau cuộc họp báo của ông Trump, Tổng thống Biden nói rằng thật liều lĩnh, nguy hiểm và vô trách nhiệm khi bất kỳ ai nói rằng phiên tòa bị giàn xếp chỉ vì họ không ủng hộ phán quyết. Ông Biden nói thêm, Nguyên tắc của nước Mỹ rằng không ai đứng trên pháp luật đã được tái khẳng định. Donald Trump đã được trao mọi cơ hội để tự bảo vệ mình. Bây giờ ông ấy sẽ có cơ hội kháng cáo quyết định này. Sau khi bị kết tội hình sự, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có thể phải đối diện với những hạn chế đi lại trên khắp thế giới. Theo tạp chí Newsweek, nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện các yêu cầu nhập cảnh nghiêm ngặt để bảo vệ công dân và đảm bảo an ninh trong nước dẫn trang thông tin và phân tích về dân số thế giới World Population Review, tạp chí Newsweek cho biết Trung Quốc, Israel, các nước G7 như Canada, Anh, Nhật Bản đã thiết lập chính sách cấm nhập cảnh đối với các cá nhân có tiền án trọng tội. Các nước này có thể tự động từ chối cấp thị thực hoặc giấy phép nhập cảnh đối với những người bị kết tội hình sự. Vì vậy, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vừa bị kết tội hình sự, không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi các quy định về nhập cảnh đó. 16 quốc gia, vùng lãnh thổ cấm nhập cảnh với người bị kết tội hình sự bao gồm Argentina, Australia, Canada, Trung Quốc, Cuba, Ấn Độ, Iran, Israel, Nhật Bản, Kenya, Macau Trung Quốc, New Zealand, Nam Phi, Đài Loan, Anh, Mỹ. Ngoài ra, có 22 quốc gia và vùng lãnh thổ khác sẽ từ chối nhập cảnh nếu phát hiện người bị kết án hình sự tại biên giới. Đó là Brazil, Campuchia, Chile, Cộng hòa Dominica, Ai Cập, Ethiopia, Hồng Kông Trung Quốc, Indonesia, Ireland, Malaysia, Mexico, Maroc, Nepal, Peru, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Tanzania, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Trước đó, sau khi bồi thẩm đoàn của tòa hình sự Manhattan tuyên bố ông Trump có tội với toàn bộ 34 tội danh trong vụ truy tố làm giả hồ sơ kinh doanh, chi tiền ém thông tin bất lợi khi tranh cử năm 2016. Phán quyết khiến ông Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử bị truy tố và kết tội, cũng là ứng cử viên đầu tiên của một chính đảng là tội phạm khi chạy đua vào Nhà Trắng, trong khi ông Trump khẳng định phiên tòa xét xử ông đã bị dàn xếp, cáo buộc thẩm phán chủ tọa Hoan Mơ móc nối với Nhà Trắng và Bộ Tư pháp Mỹ nhưng không đưa ra bằng chứng. Cựu Tổng thống Trump cũng chỉ trích những nhân chứng chống lại ông, cho rằng lời khai của họ chứng minh rằng toàn bộ vụ xét xử mang động cơ chính trị. Sau nhiều lần khẳng định ông bị kết tội oan sai, Donald Trump tuyên bố sẽ kháng cáo. Ông nói, chúng tôi sẽ chống lại trò lừa đảo này và kháng cáo theo nhiều cấp độ. Thẩm phán Hoan ấn định thời điểm tuyên án vào ngày 11 tháng 7 những ngày qua israel đã mở đợt tấn công vào thành phố rafah cực nam giải gaza làm nhiều người chết và hàng trăm người bị thương tổng thống mỹ joe biden từng cảnh báo sẽ ngừng viện trợ vũ khí nếu quân israel tấn công thành phố rafah tuy nhiên tờ politico dẫn lời một quan chức mỹ rằng chính quyền ông biden đã quyết định rằng cuộc tấn công của israel vào rafah nói trên không vượt qua làn danh đỏ mà ông biden đặt ra theo quan chức mỹ toàn bộ hoạt động tấn công của israel cho thấy nước này có chú ý đến cảnh báo của mỹ để từ đó tấn công Rafa có mục tiêu và chính xác hơn. Từ tuyên bố của người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, Matthew Miller, trong cuộc họp ra ban với các phóng viên, có thể thấy lời của quan chức nói trên có cơ sở. Trong ngày 28 tháng 5, xe tăng Israel đã tiến vào trung tâm Rafa, tới khu vực chiến lược của thành phố. Cơ quan y tế Gaza sau đó cho biết, xe tăng của Israel đã pháo kích vào một lều tạm, khu sơ tán phía tây Rafa, khiến 21 người thiệt mạng. Ông Miller cho biết Ông đã xem các báo cáo về hoạt động di chuyển của xe tăng Israel nhưng không thể xác nhận chúng. Theo đài ABC, cuộc tấn công hôm 26 tháng 5 là cuộc tấn công nguy hiểm nhất kể từ khi Israel phát động chiến dịch ở Rafa. Cuộc tấn công cũng gia tăng áp lực lên chính quyền ông Biden nhằm rút lại hỗ trợ quân sự cho Israel. Chính quyền ông Biden đang chịu sự chỉ trích dữ dội từ trong nước. Nhiều thành viên Đảng Dân chủ và những người ủng hộ nhân quyền kêu gọi ông Biden ngừng gửi vũ khí cho Israel trong khi một cuộc điều tra của Israel có thể sẽ mất vài tuần để có kết quả. Tổng thống Biden đang phải đối mặt nhiều câu hỏi về làn danh đỏ mà ông đưa ra. Cho đến nay, đã có hơn 800.000 người trong tổng số khoảng 1,3 triệu người tị nạn ở Rafah tiếp tục phải di rời chỗ ở. Trong khi đó, các hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ vào Rafah nói riêng và Gaza nói chung đã bị thu hẹp đáng kể sau khi cửa khẩu nối giữa Rafah và Ai Cập bị đóng lại do các cuộc tấn công của Israel. Không có xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo nào đi qua cửa khẩu này để vào Gaza kể từ đầu tháng 5 tới nay. Trong tình hình phức tạp của xung đột và khủng hoảng nhân đạo tại Gaza, người đứng đầu cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, UNRWA, Philippe Lazzarini cho rằng Israel cần phải chấm dứt chiến dịch nhằm vào cơ quan này. Trong bài viết đăng trên nhật báo New York Times số ra ngày 31 tháng 5, ông Lazzarini bày tỏ, xung đột ở giải Gaza đã gây ra thái độ coi thường trắng trợn đối với sứ mệnh của Liên Hợp Quốc, trong đó có những hành động tấn công vô lý nhằm vào đội ngũ nhân viên các cơ sở và hoạt động của UNOA. Những cuộc tấn công này phải chấm dứt và thế giới phải hành động để buộc những kẻ thủ ác phải chịu trách nhiệm. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.